sám văn. Lại từ vô thỉ đến đai, do thân khẩu ý tạo ra 10 ác nghiệp, thân phạm sát đạo dâm, miệng nói láo, nói lời thêu dệt, nói lời hai lưỡi, nói lời độc ác, ý tham sân si. Mình tự làm 10 điều ác, còn dạy người làm 10 điều ác, khen ngợi người làm thập ác. Như thế trong khoảng một niệm, tâm đã khởi 40 điều ác. Những tội như vậy vô lượng vô biên, ngày nay sám hối, nguyện xin trừ diệt. Giải thích: không những mình hành ác là tạo tội thâm trọng, mà cả việc tán thán khen xúi người làm ác đều là tội vô biên, có ai mà không phạm qua. Thí như chúng ta xem phim võ thuật hay cảnh chiến tranh, nhìn các pha đấu đá chém giết tàn nhẫn, không ít người thốt lời tấm tắc, bình luận tán dương là đã vô tình tạo tội rồi. Cũng thế, lúc ta xem phim tình cảm khiêu dâm hay đọc truyện tình dục, đa số trong lòng cũng dậy sóng, động niệm theo, chưa kể là có người còn bắt chước theo. Như khi xem phim sách Đại Đạo Tặc Giang Dương Thần Trộm hay phim Điệp Viên 007 của Mỹ, sẽ gieo ảnh hưởng xấu là trong đám khán giả ắt sẽ có người bắt chước hành vi đạo tặc trộm cướp, làm y như phương thức giết người đoạt đồ trong phim. Trong thực tế đã có nhiều chuyện xảy ra mà báo chí từng đăng tin là bằng chứng. Các phim bạo lực tình dục, diễn cướp, diễn dâm nhằm câu đông khách, hễ càng cháy vé thì nghiệp tạo càng lớn. Như vậy cả ekip thực hiện phim đồi trụy này, tính từ nhà sáng tác, đạo diễn, tài tử, minh tinh, tương lai sẽ phải vào địa ngục, khó có ngày ra. Diễn viên mà diễn mấy cảnh này càng nhập vai sống động thì tội càng lớn. Trong giới điện ảnh, các diễn viên giành được giải Oscar, phần đông họ đều không hiểu tại sao gia đình mình thường bị mất hạnh phúc, bị tan vỡ đến quái lạ. Chẳng hạn như trong 8 vị ảnh hậu đoạt giải Oscar vừa qua thì đã có 6 vị lâm vào cảnh phải ly hôn hoặc chia tay bạn tình. Người phương Tây hoàn toàn không hiểu được là do bởi họ từng diễn quá xuất sắc các vai bất lương, khiêu dâm, đạo tặc, nên gia đình họ bị mất đi hạnh phúc. Việc này là do quả báo của nhân ác kia. Những tác phẩm và phim ảnh bạo lực gieo ảnh hưởng xấu tràn lan khắp nơi, ta đều thấy. Như khi John Hinckley ám sát Tổng thống Mỹ Reagan, động cơ tấn công của y xuất phát từ lòng hâm mộ cuồng nhiệt dành cho nữ diễn viên Judy Foster trong bộ phim Taxi Driver năm 1976. Bộ phim kể về âm mưu ám sát một ứng viên Tổng thống Mỹ và hắn đã mô phỏng bắt chước theo. Ngày 30 tháng 3 năm 1981, Hinckley mang theo súng và phục kích bên ngoài khách sạn mà Tổng thống Reagan đến dự hội nghị. Lúc 14:25 theo giờ Washington, khi Reagan vừa bước ra ngoài, John đã nã súng liên tục vào ông và các cận vệ. Tổng thống Mỹ bị thương nặng do viên đạn ghim vào ngực nên phải nhập viện phẫu thuật gấp, nhưng may mắn qua cơn nguy kịch và thoát chết. Ngày 16 tháng 4 năm 2007 xảy ra vụ án giết người thê thảm nơi sân trường Đại học Bách Khoa Virginia ở Bexford, Mỹ, do hung thủ Chu Sinh Huy, người Hàn Quốc, cũng là sinh viên Đại học Virginia, y giết 32 người và làm bị thương nhiều người. Nhìn ảnh y cầm hai súng ngắn chĩa ra hung hãn, đây chính là ảnh hưởng từ phim bạo lực All Boys của Hàn Quốc, bởi hung thủ rất mê và sùng bái phim này. Do vậy mà những nhà sáng tác, biên kịch hay đạo diễn trong thế gian cần ra những bộ phim giúp người hướng thiện. Làm được vậy không những tạo công đức vô lượng mà còn lưu phúc sâu dày đến cháu con của họ. Chỉ cần những băng đĩa này được lưu truyền thì phúc của họ càng tăng. Phải biết sách, truyện, phim gây ảnh hưởng rất lớn. Bằng chứng là trong cuốn Thọ Khang Bảo Giám có ghi rõ, Thi Nại Am viết ra tác phẩm Thủy Hử nổi danh lưu đời. Trong sách toàn tán dương tà ác, cổ suý nổi loạn phạm thượng, đối với sát đạo dâm miêu tả tỉ mỉ. Ngay trong thực tế, ông đã chiêu lấy ác báo, con cháu mình bị câm đến 3 đời. Bản thân ông khi tuổi già còn bị tống vào thiên lao, thọ đủ thống khổ, bị trăm bệnh trói thân, sau bị lưu đày, sống đời túng bẩn và chết vì thổ huyết. Riêng đại tài tử Kim Thánh Thán, nhân vật cuối đời Minh đầu đời Thanh, là kẻ văn hay thơ giỏi.
nhưng lại thường hay xuyên tạc kinh Phật. Do gieo nhân phê bình chú giải, tán tụng Thủy Hử Tây Sương Ký vân vân là những sách dạy dâm dạy cướp, ca ngợi tạo phản, mà sau này ông lãnh quả báo bị xử án chém đầu. Đây đều là do bất minh với Phật pháp nên mới để quả khởi từ tâm. Đáng tiếc cho một kẻ có tài văn chương đầy bụng như Kim Thánh Thán, vì hành sai mà tự hại mình, còn di quả đến tử tôn đời sau. Trong cuốn Duyệt Di Hiểu Đường Bút Ký từng kể về Kỷ Hiểu Phong như sau: mùa xuân năm Mậu Tý, năm 1768, Kỷ Hiểu Phong nhìn bức họa săn bắn Phan Kỵ Xạ Miêu Đồ của bạn, liền nổi hứng đề một bài thơ ca ngợi và bày tỏ cảm giác thật sướng khoái khi được uống máu vật trên khoảng sân đầy tuyết. Nào ngờ vào tháng 8 năm đó, ông bị cách chức xung quân lưu đài đến Ô Lỗ Mộc Tề phục dịch. Do gieo nhân đề thơ ca ngợi săn bắn uống huyết tươi làm thơ với mục đích mỹ hóa tô đẹp việc sát sanh, cho dù ông không đích thân giết cũng vẫn phải chiêu báo ứng. Bởi chính những câu thơ này đã cổ suý kích động bao người khởi thêm thấy biết hiếu sát sai lầm. Việc này nhắc nhở chúng ta chớ thấy ác nhỏ mà làm, nhưng quả báo ứng chân thật không dối. Chuyện viết sách lập luận gieo ảnh hưởng đến trăm năm, thế nên về viết lách hay nói năng phát biểu chúng ta phải tuyệt đối cẩn trọng. Trong xã hội hiện nay, đạo đức ngày càng suy, đa số sách báo phim ảnh đều dựa vào nội dung kích dục bạo lực giết chóc để câu khách, không hề biết việc làm này chiêu quả báo vô cùng nặng. Như tạp chí tình dục X đứng đầu Mỹ Quốc, người sáng lập là Flynn, vào năm 1978 bỗng bị người bắn, tuy giữ được mạng nhưng đến nay vẫn bại liệt. Trong nước ta cũng có một vị viết tiểu thuyết tình dục dâm quế vừa mới xuất bản thì té lầu, bị gãy cột sống và bại liệt, hôn mê suốt 25 ngày. Sau đó tỉnh dậy, ông tự thuật mình ở trong đường hầm hắc ám dài thăm thẳm không thấy bến bờ. Đây đều do y viết sách quảng bá tư tưởng bất đương, nên hiện đời mới lãnh quả báo của việc viết bài xúi dâm xúi cướp. Nhưng quả báo thật sự nơi đời sau mới là khổ hết chỗ nói. Có một điểm cần cảnh tỉnh quý vị: tuyệt đối không nên giới thiệu người đến chỗ nào ăn nhậu, đừng chỉ nơi thưởng thức gà vịt hải sản, hoặc chỉ điểm những nhà hàng tiệm quán có thức mặn trứ danh, cũng đừng giới thiệu nơi bán rượu ngon thuốc hút tốt. Bởi vì đây đều là gieo nhân dạy người tạo ác nghiệp. Chúng sinh khổ là do có bạn phụ họa hướng dẫn lầm, giúp làm sai thêm, nên họ phải thọ đủ loại khổ báo. Vì vậy bạn chắc chắn khó tránh khỏi luật nhân quả nghiêm phạt, và hậu quả còn nghiêm trọng nặng nề hơn là đích thân bạn tự làm sai nữa. Mọi người chắc vẫn nhớ thuốc lá thơm hiệu Marlboro sản xuất từ năm 1950, được quảng cáo rất sông tụ tại Mỹ Quốc và được bình là có ảnh hưởng cực lớn vì đã lôi cuốn vô số người, bao gồm thanh thiếu niên đổ xô vào hút. Vì có lợi nhiều nên công ty chế tạo thuốc lá này bành trướng đồ sộ. Nhóm người quảng cáo đã giúp cho thương hiệu Marlboro trở thành thương hiệu bán chạy nhất thế giới. Doanh số của Marlboro đã tăng từ 5 tỷ đô la vào năm 1955 lên tới 20 tỷ đô la vào năm 1957. Nhưng bản thân những người quảng cáo thì sao? Năm 1976, đài truyền hình Anh Quốc từng phỏng vấn 6 vị quảng cáo nổi danh trong đó. Bọn họ niên kỷ chưa già, nhưng thải đều bị bướu phổi, giãn phế quản, và mấy năm sau thì nối nhau tạ thế. Vì họ quảng cáo trông rất quy vũ, anh tuấn, sành điệu, khiến giới thanh niên nhìn thấy rất là ngưỡng mộ, rất muốn noi theo để được sang trọng lịch lãm giống họ, và làm cho hút thuốc là việc tốt hợp thời đại. Cuối cùng thì cả nhóm quảng cáo này bị quả báo tổn hại sức khỏe, vướng đủ loại bệnh phổi nghiêm trọng. Xúi hút thuốc là hành vi hại người, vậy thì làm sao bản thân họ có thể bảo toàn sức khỏe cho được? Theo nghiên cứu khoa học hiện nay thì thuốc lá là độc chất gây nên hàng loạt bệnh bao gồm cả ung thư, góp phần làm ngắn tuổi thọ con người. Do thuốc lá hại chết người nên ai hút là đang tự giết mình dần mòn,
Chưa kể những người chung quanh khi hít phải khói thuốc do bị di lụy trầm trọng, vì họ bị nhiễm độc nặng hơn. Thế nên dạy người hành thập ác, tán dương thập ác, sai lầm này rất lớn. Trong xã hội hiện nay còn có nhiều nhân vật nổi danh nhưng lại trắng trợn ca ngợi tuyên bố đồng tính luyến ái tình một đêm là hợp lý. Họ chấp nhận chuyện đổi vợ đổi chồng, còn hô hào cổ suý yêu cầu được hợp thức hóa các hành vi tà dâm này. Không những họ làm bại hoại nghiêm trọng phong khí xã hội mà còn đầu độc tư tưởng, di hại đến vô lượng vô biên chúng sanh. Thế thì khi họ lãnh quả báo sẽ là ôm trụ đồng nóng đỏ rất thê thảm. Đây chính là những người đáng thương mà Phật đã đề cập đến vậy. Có những luận thuyết tùy hỷ đối với ác hạnh rất ngu si, như có người cho rằng đi mua vui, chơi gái có trả tiền đàng hoàng thì không phải là tà dâm, để cảnh tỉnh những người đến nay vẫn còn hành thập ác, dạy người làm thập ác. Tôi xin kể câu chuyện có thật như sau.